Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, người già với sức đề kháng kém là đối tượng có nguy cơ cao trong dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Thông tin sơ bộ do phía Trung Quốc cung cấp về những trường hợp tử vong ở Vũ Hán, phần lớn là các ca là người già trên 60 tuổi và đã có những bệnh khác trong người. Đó là những người có khả năng miễn dịch tương đối thấp và sức đề kháng kém. Tới đây là những khuyến cáo của các bác sĩ nhằm giúp người cao tuổi tăng sức đề kháng, không chỉ phòng chống dịch bệnh do virus corona nói riêng mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh, vui vẻ, tránh xa nhiều loại bệnh tật khác. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Vận động nhẹ nhàng, ở người cao tuổi các bộ phận bắt đầu lão hóa dẫn đến việc cơ thể luôn mệt mỏi, không thích vận động. Tuy nhiên, tập luyện đều đặn sẽ giúp duy trì sự nhanh nhẹn, dẻo dai, khiến quá trình lão hóa chậm lại và tăng sức đề kháng, tăng khả năng phòng chống các dịch bệnh. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, thời gian tập luyện trung bình của người về hưu là 150 đến 300 phút một tuần. Người lớn tuổi nên chọn những loại hình tập luyện nhẹ nhàng, phù hợp với tình trạng sức khỏe bản thân, ví dụ như thể dục dưỡng sinh, đi bộ, đạp xe đạp với tốc độ chậm. Các hoạt động này chỉ nên kéo dài tối đa 45 phút và cách giờ đi ngủ tối thiểu là 3 tiếng đồng hồ để đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi. Tạo thói quen lành mạnh, lối sống lạc quan, vui vẻ, ăn ngủ, tập luyện điều độ giúp cơ thể người lớn tuổi luôn sống trong trạng thái được thư giãn, định tâm. Đây cũng là cách tăng sức đề kháng hiệu quả. Ngủ đủ giấc khiến hệ thống miễn dịch mạnh hơn, giúp cơ thể dễ dàng chống lại virus hơn. Với những người dậy sớm buổi sáng thì nên đi ngủ sớm. Bậc cao niên không nên hút thuốc lá, uống bia rượu, khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên trao đổi với bác sĩ để hiểu rõ những thay đổi trong sức khỏe của mình. Đừng quên tiêm vaccine ngừa bệnh cúm và bệnh viêm phổi. Đây cũng là cách tăng khả năng phòng bệnh. Nhiều người thường có thói quen tích đồ cũ không sử dụng đến trong nhà. Đây là điều không nên làm vì sống ngăn nắp, sạch sẽ, làm sạch môi trường sống, rửa tay thường xuyên và trước khi ăn cũng là một cách để giữ sức khỏe. chế độ ăn uống phù hợp. Về già, nhu cầu năng lượng thấp hơn thời còn trẻ do giảm các hoạt động thể lực và giảm chuyển hóa cơ bản. Theo Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng food nhu cầu năng lượng với nam giới từ 50 đến 70 tuổi vào khoảng 2.000 đến 2.200 kcal một ngày và nữ giới khoảng từ 1.700 đến 1.800 kcal một ngày. Với người trên 70 tuổi, nhu cầu năng lượng còn giảm hơn. Ở người cao tuổi, các hoạt động của cơ quan tiêu hóa đều giảm, vì thế chia nhỏ các bữa ăn là một cách làm phù hợp để cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong ngày. Người cao tuổi nên có thêm từ 1 đến 2 bữa phụ bên cạnh 3 bữa ăn chính. Các bữa ăn cần cung cấp đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng cơ bản là đạm, đường, bột, béo, vitamin và khoáng chất với lượng hợp lý, cần nhiều chất xơ và protein. Bữa tối không nên ăn nhiều, cách xa giờ đi ngủ. Trước giờ ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ có thể uống một ly sữa ấm để tăng sức đề kháng, giấc ngủ thêm sâu. cân đối giữa các thành phần dinh dưỡng. Người lớn tuổi cần lượng protein cao để duy trì khối cơ, xương và làm lành các tổn thương tế bào do quá trình lão hóa gây ra. Cứ 1 kg cân nặng cần khoảng 1 đến 1,2 g protein. Lưu ý nên chọn các loại đạm dễ tiêu hóa và hấp thu, nên ăn cá nhiều hơn thịt, hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn. Ưu tiên ăn rau xanh, trái cây để bù đắp lại hệ tiêu hóa đã lão hóa, hạn chế muối, đường nên dùng dưới 20g một ngày, cần uống đủ nước từ 1,5 đến 2 lít nước một ngày. Chất béo trong chế độ ăn nên duy trì ở mức 20 đến 25% năng lượng. Người lớn tuổi không cần thiết kiêng khem chất béo quá mức vì chất béo giúp hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu như vitamin A, E, ưu tiên chọn chất béo chưa bão hòa. Vitamin và khoáng chất tuy chỉ chiếm một lượng nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của cơ thể, đặc biệt là quá trình tăng sức đề kháng cho người cao tuổi vitamin A có nhiều trong các củ quả màu đỏ, cần thiết với hoạt động của hệ miễn dịch. Vitamin E có trong quả bơ, bông cải xanh, dầu thực vật làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim. Quý vị và các bạn thân mến, tám khuyến cáo bảo vệ trẻ trước dịch Covid-19 cha mẹ cần nhớ sẽ là nội dung chính mà chúng tôi muốn truyền tới quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe ngày mai. Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.